Cảm ơn các anh các chị đã nán lại đến tận giây phút cuối cùng của chủ đề ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Và cũng là để kết thúc chương trình thì Duy Tùng, Thùy Dương xin gửi tới anh chị một nhạc phẩm nữa. Nhạc phẩm cuối cùng sẽ là Anh Hãy Về Đi. Vâng, xin mời các anh chị nghe.
sang quyền quý mình nên đơn sơ thực tế. Anh về đi, anh hãy về đi. Dù không tham sang quyền quý mình nên đơn sơ thực tế. Anh về đi.